9 tháng đầu năm 2021, lãi suất vay mua nhà ở các ngân hàng tương đối ổn định ở mức 9,2 đến 9,5%, vẫn là mức thấp nhất trong vòng 10 năm. Mức lãi suất này được nhiều chuyên gia nhìn nhận vẫn duy trì thấp ít nhất tới cuối quý 2 năm 2022. Cùng những yếu tố khác sẽ hỗ trợ kích cầu bất động sản trong thời gian tới. Ngành bất động sản là ngành có khá nhiều điểm tích cực trong cái giai đoạn bình thường mới. Có thể kể ra thứ nhất đấy là cái việc thi công các cái dự án được nối lại này, người dân có thời gian đi xem nhà, hay là lãi suất ở vẫn đang ở trong giai đoạn thấp, mà chưa kể là có một cái hiệu ứng tăng tài sản của nhóm tầng lớp trung lưu trở lên. Các doanh nghiệp bất động sản, đặc biệt là các doanh nghiệp có quỹ đất lớn, do cái nới lỏng cung tiền như này thì trước sau thì giá đất nó cũng sẽ tăng thôi. Cái đây chúng ta có thể nhìn nhận ngoài thị trường bất động sản thì giờ đã rất nhiều nơi dục dịch tăng giá rồi, thì chứng khoán là nơi mà cổ phiếu tăng giá bởi sự kỳ vọng. Đó thì đó chính là điều kiện cho cổ phiếu bất động sản nó tăng giá thôi. Đất ngày một khan hiếm, vậy nên doanh nghiệp có quỹ đất lớn phản ánh lợi thế và tiềm năng bền vững trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần xem xét với quỹ đất đấy, doanh nghiệp có khả năng thực hiện được hay không, từ đó mới chuyển hóa được kỳ vọng thành giá trị cho cổ đông. Như doanh nghiệp này với 2.000 hectare đất sở hữu trên toàn quốc, một số dự án đã có thể đem lại doanh thu và lợi nhuận ngay trong thời gian tới. Đồng thời đặt mục tiêu trong vòng 5 năm, quỹ đất có thể đạt 5.000 hectare. Amatina Cát Bà là một trong những dự án trọng điểm của Vinaconex thì đã được phê duyệt và đương triển khai giai đoạn đầu. Và chúng tôi hy vọng rằng là trong những năm tới thì là có cái nguồn thu rất là lớn. Còn trong năm nay thì ví dụ như là tòa nhà Diamond Green hay là doanh thu các cái khu đô thị ở K3, K4 ở Quảng Ninh thì bắt đầu hứa hẹn rằng là trong quý 4 này là có doanh thu, và cái đấy cũng là một trong những cái trụ cột của Vinaconex. Doanh nghiệp bất động sản nào vừa là nhà đầu tư, nhà thầu, vừa là đơn vị trực tiếp thi công cũng được các chuyên gia đánh giá là điểm cộng khi phân tích đầu tư. Năng lực này giúp doanh nghiệp có khả năng trúng thầu nhiều dự án đầu tư công trọng điểm, một chủ đề đang được thúc đẩy của nền kinh tế trong giai đoạn bình thường mới.